Đây là sản phẩm của máy thái mịn Takeo TK1500. Còn đây là sản phẩm của máy thái băm nhuyễn Takeo TK3000. Máy thái mịn chuối sợi nhỏ mịn có thể cho gà và vịt ăn được. Còn dòng thái nhuyễn Takeo TK3000 thì băm đều, nhỏ, nhuyễn, không dập, không chảy nước, cho gà nhỏ, vịt nhỏ ăn được. Dòng cao cấp nhất của các dòng thái chuối tại Việt Nam. Máy thái mịn Takeo TK1500 có năng suất băm từ 700 kg đến 1000 kg trên giờ. Còn dòng máy thái nhuyễn Takeo TK3000 có năng suất băm từ 2000 đến 3000 kg trên giờ. Hai dòng sản phẩm đều sử dụng điện một pha gia đình 220V. Và bây giờ chúng tôi sẽ băm cùng lúc hai dòng máy băm chuối đình đám nhất hiện nay, máy thái mịn Takeo TK1500 và máy băm nhuyễn Takeo TK3000. Chúng ta hãy cùng xem hai dòng máy này băm ra nguyên liệu như thế nào nhé. Đi lên. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ xem chất lượng của hai dòng máy băm ra như thế nào ha. Đây là sản phẩm của máy thái mịn Takeo TK1500. Còn đây là sản phẩm của máy thái băm nhuyễn Takeo TK3000. Máy thái mịn chuối sợi nhỏ mịn có thể cho gà và vịt ăn được. Còn dòng thái nhuyễn Takeo TK3000 thì băm đều, nhỏ, nhuyễn, không dập, không chảy nước, cho gà nhỏ, vịt nhỏ ăn được. Dòng cao cấp nhất của các dòng thái chuối tại Việt Nam. Máy thái mịn Takeo TK1500 có năng suất băm từ 700 kg đến 1000 kg trên giờ. Còn dòng máy thái nhuyễn Takeo TK3000 có năng suất băm từ 2000 đến 3000 kg trên giờ. Hai dòng sản phẩm đều sử dụng điện một pha gia đình 220V. Nếu như các bạn có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy băm chuối thương hiệu Takeo, máy băm chuối nghiêng TK1.5 và máy băm chuối TK2020, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở bên dưới hotline của video, cũng như đến showroom của chúng tôi tại 354 đường Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.